Chính phủ Hungary thông báo nước này không đồng ý để EU giải ngân đợt viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine theo cơ chế hòa bình châu Âu. Hungary không đồng ý việc Liên minh châu Âu, EU, sử dụng cơ chế hòa bình châu Âu, EPF, cùng các công cụ khác phục vụ những mục đích chỉ liên quan đến Ukraine, chính phủ Hungary ngày 16 tháng 5 cho biết. EPF được EU tạo ra năm 2021 là công cụ ngoài ngân sách nhằm tăng cường năng lực của EU trong ngăn chặn xung đột, xây dựng hòa bình và củng cố an ninh quốc tế. EU tới nay cung cấp gần 4 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine theo khuôn khổ EFP. Hungary tuyên bố phản đối EU tiếp tục viện trợ cho Ukraine theo cơ chế này với lý do sẽ không có đủ tiền để thúc đẩy lợi ích của EU ở những khu vực khác như vùng Balkan hoặc Bắc Phi. Hungary coi việc làm rõ những vấn đề này là điều quan trọng. Đây cũng là lý do chúng tôi không phê duyệt đợt giải ngân tiếp theo, chính quyền Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố. Hungary là thành viên EU và NATO, song từ chối cung cấp bất cứ loại vũ khí hoặc thiết bị quân sự nào cho Ukraine sau khi chiến sự giữa nước này và Nga bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Hungary cũng nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga, cũng như tranh cãi với Liên minh về các khoản hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Orbán nhậm chức năm 2010, được đánh giá là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU. Ông Orbán tuyên bố Hungary sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga, nhận định Moscow không phải mối đe dọa an ninh với Budapest.